bao giờ bạn đặt ra câu hỏi độ tuổi nào phù hợp để khởi nghiệp? Câu trả lời là không có giới hạn tuổi tác, chỉ cần bạn có nhiệt huyết và đam mê. Câu chuyện sau đây của ông trùm gia vị DH Food Nguyễn Trung Dũng sẽ tiếp thêm động lực cho những ai đang ấp ủ đam mê khởi nghiệp. Sau 30 năm bồn bà xứ người, nếm trải đủ những thành công, thất bại, ông Nguyễn Trung Dũng quyết định trở về Việt Nam vào năm 2010. Về nước khi đã bước sang tuổi xế chiều, có lẽ nhiều người sẽ chọn cách nghỉ ngơi để bù đắp cho những tháng ngày vất vả. Nhưng ông lại có một lựa chọn khiến nhiều người bất ngờ là khởi nghiệp ở tuổi 50. Ở Ba Lan, ông là một trong hai doanh nghiệp Việt Nam đưa sản phẩm nhập từ Việt Nam vào được các hệ thống siêu thị toàn quốc những năm 90. Trong những tháng ngày ở châu Âu, ông cũng hiểu được giá trị gia vị Việt tại nước ngoài quý như thế nào. Cũng từ đó, ông ôm tham vọng một ngày nào đó, những gia vị Việt tự nhiên, sạch và tiện dụng sẽ có mặt trên khắp thế giới cho các bữa ăn ngon hơn và mọi người hạnh phúc hơn. Đó cũng chính là lý do ông quyết định khởi nghiệp với công ty gia vị DH Food. Sau nhiều trăn trở, ông Nguyễn Trung Dũng đã quyết định start up với các sản phẩm gia vị truyền thống của quê hương. Thành công ở hiện tại đã chứng minh con đường ông chọn là hoàn toàn đúng đắn, dù không tránh khỏi những bước đầu gian nan. Trở về Việt Nam vào năm 2010, ông Nguyễn Trung Dũng nhận thấy các sản phẩm gia vị tuổi thơ của ông đã thay đổi, không còn giữ được mùi vị tự nhiên, mộc mạc mà thay vào đó là phẩm màu, hương liệu và chất bảo quản. Chính những điều đó đã thôi thúc ông khởi nghiệp lần nữa với DH Food. Giờ đây, ước mơ của ông dần thành hiện thực khi DH Food đã sản xuất được rất nhiều sản phẩm gia vị từ các vùng miền Bắc, Trung, Nam như muối tôm, muối ớt Tây Ninh, muối ớt chanh Nha Trang, gia vị phở, gia vị Tây Bắc, v.v. Và gần đây là đầu năm 2021, DH Food đã tung gần 40 sản phẩm thuộc dòng mắm đặc sản miền Tây cùng các loại rau củ ngâm hoàn toàn không dùng bột ngọt, được người tiêu dùng đón nhận nhiệt tình. Tuy nhiên, trước khi thành công thì người đàn ông dày dặn kinh nghiệm thương trường này cũng nếm trải đủ mùi vị thất bại. Thậm chí đã có thời điểm ông phải lấy tiền riêng và vay cả tiền của vợ để bù lỗ. Trải qua nhiều khó khăn, cuối cùng may mắn cũng đã mỉm cười với ông Nguyễn Trung Dũng khi sản phẩm của DH Food bắt đầu được các hệ thống siêu thị lớn để ý tới và được người tiêu dùng đón nhận. Không chỉ là thị trường trong nước, ông Dũng còn ấp ủ kế hoạch chinh phục các thị trường khó tính trên toàn thế giới. Cuối năm 2013, may mắn đã mỉm cười với DH Food. Sau nhiều lần từ chối, cuối cùng có Opmart và Big C cũng đồng ý cho sản phẩm của DH Food lên kệ, mở ra thời kỳ mới. Các sản phẩm đã phủ sóng tràn ngập ở những vị trí bắt mắt, hầu hết các siêu thị tại Việt Nam và xuất khẩu đi Nhật Bản, Hàn Quốc, Hà Lan, Úc, Mỹ, Anh, Đức, Nga. Đặc biệt, thị trường Nhật Bản và Hà Lan tăng trưởng 30-50% mỗi năm từ khi ông khởi nghiệp. Sau nhiều lần khởi nghiệp thất bại, theo ông Dũng, để có thể thành công thì cái gì cũng nên làm từ từ. Tiết kiệm chi phí ban đầu, chọn sản phẩm thật kỹ, phải liên tục cải thiện chất lượng và đổi mới. Đặc biệt, khi khởi nghiệp với sản phẩm mà bản thân mình không thích thì nên chọn lại, nếu không thì từ bỏ. Vì con đường trước mắt rất nhiều chông gai, chỉ có niềm tin vào sản phẩm của mình hay con đường mình đã chọn mới giúp mình vượt qua được.